em và chồng em cùng học chung một trường đại học, cùng học chung một khoa luôn, cùng chung một lớp. Xong thì em muốn gặp ông này. Thì ông này thì cũng cao to, được gọi là lớp trưởng của lớp nữa. Rất là quan tâm đến tất cả các bạn trong lớp, hay nhắn tin hỏi là chúc buổi sáng vui vẻ, chúc buổi tối tốt lành kia. Mà không bao giờ thấy nhắn tin cho em. Chị ấn tượng với vợ em là ăn nói rất là lớn tiếng và rất là hổ báo. Quá nạt mấy bạn trai trong lớp luôn. Thấy chưa? Đây là chàng trai đầu tiên mà em chủ động làm quen. Đây là cái khoảng thời gian mà hai đứa cùng kiếm tiền là khoảng thời gian có nhiều kỷ niệm nhất. Năm ngoái thì hai chồng em cũng có tin vui, nhưng mà chắc là do thời điểm đó là em đang chạy có nhiều dự án của bản thân em á, nên em bé mới có 6 tuần, bé không có tim thai. Nhưng mà có phải là chồng đàn vợ hát không, cho chị hỏi một chút. Dạ có đôi lời, em xin chào anh Quốc Thuận cũng như là chị Thanh Vân ạ. Hôm nay thì hai vợ chồng em cũng có một món quà nhỏ nhỏ muốn dành tặng cho hai anh chị cũng như là tất cả các khán giả đang xem đài truyền hình nè. Dạ cho em xin phép, hôm nay chồng em sẽ đờn ca, còn em sẽ múa một điệu múa nhỏ nhỏ. Wow. Chào em, cho em xin phép mở trước. Rồi mời em. Anh có thể chờ em từ sáng đến tối, chỉ ngắm em trong bộ đồ anh yêu. Có em ở phía sau, đi đâu cũng được. Em không cần mang son mỗi khi gần anh, 5 phút sau son sẽ mở ngay thôi. Vì anh thích hôn lên môi, hay lên đâu cũng được. Em không cần make up từ sáng đến tối, anh chót yêu luôn một mặt nơi em. Em vẫn lung linh khi cần, em sao cũng đẹp. Rồi mai này ta ra đi, em muốn chiếc sân nhà đầy hoa. Anh nói em còn bên anh, thì sao cũng được. Một cái mục mở đầu rất là dễ thương, rất là ngọt ngào. Cảm ơn hai vợ chồng nhiều. Thôi mời em giới thiệu về mình luôn. Đúng rồi. Em chào anh chị cũng như tất cả quý khán giả. Em tên là Dương Ngọc Trâm, năm nay em 30 tuổi. Em đang công tác ở Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc của Sở Văn hóa Thành phố. Bảo sao? Nhưng mà. Rồi bây giờ mời anh bộ đội. Dạ. Xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Thanh Vân và chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em Trung Quý Đồng Văn Buôn, năm nay 30 tuổi. Hiện tại em đang là chính trị viên đại đội 18 trung đoàn 1 sư đoàn 9 quân đoàn 4. Nghe cái tên của bạn rất là lạ ạ, Đoàn Văn Buôn. Buôn. Tên của em nghe lạ thế, thì có cái xuất phát đặc biệt gì không? Dạ thưa anh chị, thì tên của em là do ông ngoại đặt. Ông ngoại em thì ngày xưa rất là giỏi tiếng Pháp. Cái chữ Buôn này là nếu mà dịch qua sát nghĩa với tiếng Việt là nó có ý gì không? Dạ cũng là những cái phiên âm của những con số mà. Thí dụ như anh hai em là on là số 1 của tiếng Pháp. Anh kế em là son thì nó là nó son. Còn buôn của em á thì ngày xưa á nó là phiên âm mà có chữ F, nhưng mà sau này á thì cán bộ dân số ở xã họ đổi lại cho phù hợp với cái tiếng Việt. Khi mà Trâm gặp buôn thì em có cảm thấy đặc biệt và ấn tượng với tên này không? Đúng rồi. Nếu mà nói về cái lần đầu tiên gặp gỡ á thì phải ngược dòng thời gian về 11 năm về trước. Như vậy là cái mối tình này là lâu dài lắm nha. Đúng rồi. Hồi xưa thì em và chồng em đều là những cô cậu rất là còn trẻ lên Sài Gòn để học tập. Thì em và chồng em cùng học chung một trường đại học, cùng học chung một khoa luôn, cùng chung một lớp. Xong thì em muốn gặp ông này. Thì ông này thì cũng cao to, được gọi là lớp trưởng của lớp nữa. Rất là quan tâm đến tất cả các bạn trong lớp, hay nhắn tin hỏi là chúc buổi sáng vui vẻ, chúc buổi tối tốt lành kia. Mà không bao giờ thấy nhắn tin cho em. Thì học một thời gian được vài tháng đầu á, thì hỏi ra sao mới biết là do em xài Vina. Chứ không xài mạng Vina, bạn xài mạng Viettel nên bạn không nhắn cho em. Sợ tốn tiền. Có nghĩa là thật ra đó là nhắn cho cùng mạng á. Cùng mạng cho miễn phí đó. Thật sự thì cái việc mà nhắn tin thì vợ em nó cũng nói hơi quá. Tại vì trong lớp em là nó gần tới lớp đại học, em nhớ là gần 60 người. Thì em chỉ nhắn với một số bạn mà hiện tại một số là bao nhiêu em? Ví dụ như là em nhớ 8 người hay là 18 người? Khoảng mười mấy người là em đã từng gặp, từng tiếp xúc, từng xin số điện thoại. Lúc đó là thậm chí là em chưa có số điện thoại của vợ em. Em với chồng em thì chơi chung một cái nhóm bạn nữa. Thì hôm đó là có sinh nhật một bạn, thì có một sự cố xảy ra là ông này ông bị mất chiếc xe. Mất chiếc xe máy. Nhưng mà có một chuyện là nhà chồng em thì làm nông, nên cái việc có một chiếc xe máy nó rất là khó khăn. Nên rất là quý. Khi mà biết mất chiếc xe lúc đó thì mình cũng đã có thiện cảm một tí với cái anh này rồi. Xong rồi thấy ảnh lại mất xe, xong rồi cũng nói chuyện này kia. Nhưng mà lúc đó là em á thì nhà em ở dưới Cà Mau, gia đình cũng gọi là hơi khá giả một tí. Thì em cũng không phải làm một cái bất cứ việc gì hết á. Em chỉ có lên em đi học thôi.
chắc là ông trời thấy em mà chỉ học thôi không làm gì hết nên cho đụng vô này thì em biết nhiều việc hơn. Thì bạn này mất xe, tự nhiên em phải lo theo luôn, là em với bạn này cùng đi làm để bù lại chiếc xe đó. Ủa là sao? Lúc đó chưa là gì của nhau mà. Nhưng mà lúc đó cũng đã nhắn tin nói chuyện qua lại, và cũng như là bạn cũng có ngỏ ý là làm quen. Thời điểm đó thì mình cũng chưa có nhiều việc, mình có mỗi việc học thôi, thì mình cũng muốn đi làm thêm. Thế cũng đi làm thêm chung với bạn này. Em với bạn cùng hùng lại nhau 10 triệu để em về cho nhà bạn. Để nói là do một cái người bạn khác là mất xe nên thòn lại, bồi thường lại á. Thì lúc đó chắc là em dạy trai á. Em đang định nói đây, bé nói luôn rồi. Từ đầu em cũng không biết vợ em ở gia đình khá giả đâu. Vợ em rất là bình thường, không biết trang điểm, không biết, nói chung không biết diện, ăn diện. Và thật sự trong lớp thì em chỉ ấn tượng với vợ em là ăn nói rất là lớn tiếng và rất là hổ báo. Quát nạt mấy bạn bạn trai trong lớp luôn. Thấy chưa? Mặt rất là dữ tợn. Nói chung là em không để gì tới vợ em hết. Kể từ sau này em mới bắt đầu chú ý tới vợ em. Và sau này vợ em mới bắt đầu là mới trang điểm rồi an diện này kia, mới dịu dàng lại. Dạ, dịu dàng lại, đồng tính không còn hổ báo nữa. Ấn tượng của chàng trai này trong mắt của Trâm thì sao? Đây là chàng trai đầu tiên mà em chủ động làm quen. Đây là cái khoảng thời gian mà hai đứa cùng kiếm tiền là khoảng thời gian có nhiều kỷ niệm nhất. Rồi hai người quen nhau bao nhiêu lâu thì đi đến kết hôn? Dạ, quen nhau 7 năm và kết hôn 4 năm. Dạ, là 11 năm tại giờ. Thì em với bạn Quân có một cái điểm chung với nhau là rất thích kinh doanh. Em với bạn còn làm một chiếc xe trà chanh, bán trà chanh trước trường nữa. Nên thời điểm đó rất là vui, tất cả các bạn ở trong trường rất là ủng hộ tụi em. Bán trà chanh xong rồi tới bán đồng hồ, tóm lại là em buôn bán nhiều lắm. Thời điểm đó là em vừa học vừa buôn bán. Ủa nhưng mà cái lúc mà đi kinh doanh trà chanh đồng hồ là lúc đó là Quân chưa có đi bộ đội đúng không? Dạ chưa. Dạ. Sau khi tốt nghiệp đại học xong thì vợ em quyết định là học tiếp thạc sĩ. Còn đối với em thì em ra trường làm được nửa năm thì em có lệnh nhập ngũ. Em mới lên đường nhập ngũ. Nhập ngũ thì được cũng 6 tháng tân binh tại Bộ Tham mưu Khu 7. Thì các anh tạo điều kiện cho em đi học văn bằng 2 Đại học Sĩ quan Chính trị. Thì sau khi học 2 năm về thì em mới lấy vợ. Khi mà biết tin bạn này sẽ đi nghĩa vụ thì tụi em đã quen nhau cũng được 4 năm đại học rồi. Nhưng mà em chưa bao giờ nói với cha mẹ về cái việc có bạn này xuất hiện hết. Thì trước khi đi nghĩa vụ thì em cũng thực hiện cái lời hứa với bạn là em sẽ mời bạn về nhà cũng như là giới thiệu cho ba mẹ. Nhưng mà em có nói một câu, em nói với bạn đó là nếu ba mẹ của Trâm á mà đồng ý thì mối quan hệ này Trâm sẽ tiếp tục. Nhưng còn nếu mà ba mẹ có thể là khuyên nhủ em thế này thế kia thì em sẽ vì gia đình em nhiều hơn. Thì cho bạn này về. Không may anh, không phải cha mẹ không thích mà là cả dòng họ em thích, cả hàng xóm em thích luôn. Trời, nói câu không may anh. Không may. Bất ngờ. Nên là bạn này được một cái tính là bạn rất là được lòng những người lớn tuổi. Và bạn có một cái bạn hiền, cũng chăm tính một tí. Nên đó cũng là cái lý do mà em cũng khuyên bạn á, là nếu có cơ hội thì Trâm nghĩ là Bùi nên đi theo con đường đó, để cho bạn vững tin, để bạn đi bạn... Anh cứ đi làm nghĩa vụ đi, em ở nhà anh chờ. Không, chờ thì hồi xưa giờ hai đứa vẫn không hứa gì hết. Duyên đến đâu thì hai vợ chồng sẽ hưởng đến đó. Hai đứa sẽ yêu nhau đến đó mà thôi, chứ không bao giờ nói trước điều gì hết. Thì bạn đi, thì trong khoảng thời gian mà 6 tháng đó rất là cực hình. Thời điểm đó em lại học lên nữa, em lại học lên thạc sĩ nữa. Em vừa đi làm công việc của em vừa đi học lên. Nhưng mà may mắn rằng ngay thời điểm đó em lựa chọn là em học lên. Bởi vì khi em học lên thì nó sẽ có nhiều thứ để em phải bận tâm hơn là việc bận tâm về bạn. Đúng rồi. Cũng như là việc bận tâm về những người khác xung quanh em. Buôn được một cái là từ thời điểm đó đến bây giờ á, thì dù ở nhà rất ít nhưng thời điểm ở nhà rất là chất lượng. Chồng em ở nhà, em thường hay nói với mọi người á là mọi người cứ nói là trời ơi tội nghiệp bé này quá, nó có chồng mà phải đi làm xa này kia. Em nói không mọi người, em rất là vui, em rất là thích cái hiện tại bây giờ luôn á. Em rất là thích như vậy. Có nghĩa là một tuần chồng em đi trực, một tuần về, nhưng mà một tuần chồng em về đó chất lượng. Chồng em làm hết tất cả mọi việc cho em. Làm nhưng mà không càm ràm, chỉ có về nhà là hung vợ xong rồi làm hết mọi việc. Cứ như vậy, rồi nấu ăn cũng vậy nữa. Bạn cực kỳ lãng mạn mà lãng mạn quá luôn ha. Thôi bây giờ không có hỏi nữa. Khen nhiều quá không hỏi nữa. Đôi nào mà khen nhau nhiều như đôi này. Hỏi làm gì trong khi ở dưới kìa chưa có ai có vợ hết trơn kìa. Trong mặt chứ. Vì cái lý do gì mà khi mà Bun vừa tốt nghiệp ra trường thì Bun lại là cưới Trâm liền vậy? Thật ra là Bun hứa với em á là năm 30 tuổi là thời điểm này mới cưới nè. Nhưng không biết về cái là hai bên gia đình hối. Tại vì nhà em là cực kỳ, phải nói là cả dòng họ em cực kỳ thích bạn này luôn. Là, hiện tại tới giờ vẫn vậy, mẹ em tối nào cũng điện cho em, cứ hỏi Bun về không con, hôm nay Bun về không.
con nhớ là con nhẹ nhàng với chồng thôi nghe, con thương chồng. Cái câu nhẹ nhàng là chút là có cái để mình khui rồi đó. Mà thêm nữa là bạn này có một câu nói với em mà em thấy là thôi, chắc là cái trước sau mình sẽ lấy người này thôi, tại mình đã xác định rồi. Thì bạn nói với em một câu là trong tay buôn bây giờ không có gì hết á, có chăm là điều quý giá nhất, có chăm là điều quý giá nhất. Ngọt ngào quá. Từ nãy tục toàn nghe khen thôi anh ạ. Bây giờ khen quá trời khen rồi, kết hôn rồi đi, bây giờ đến phần này quan trọng này, thế có gì để chê nhau không? Bây giờ cho Buôn kể trước đi, trong 4 năm. Buôn kể trước nào. Trong 4 năm ở với nhau, có những cái tật xấu gì của cô ấy không? Kể ra đi em, đây là cơ hội đó. Thì trong 4 năm hai đứa em về sống chung, thì như anh chị cũng đã biết từ đầu rồi, thì vợ em không có biết làm việc nhà, cũng như là không thích làm việc nhà luôn. Thì cái tật xấu của vợ em là nhà cửa cứ để rất là bừa bộn, không có dọn. Vợ em rất là thương em cái chỗ nữa là, có nghĩa là một tuần em đi làm, một tuần em được về, thì vợ em chờ hết công việc một tuần đó cho em làm luôn. Tức là vợ em không hề đụng vô một cái gì hết. Có những cái tật xấu mà, ví dụ như là lên web và thấy bán đồ bán đạt, trong phải đặt hàng mua này nọ. Có một cái bệnh đó, vợ em hay đặt đồ online rất là nhiều, và có nhiều sản phẩm đặt không sử dụng đó. Cái vấn đề đó vậy là tật xấu đó em. Vậy là tật xấu đó em. Mà mua sắm cho em, mà mua sắm cho ai? Dạ mua sắm cho vợ em và mua sắm cho con mèo của em. À là con mèo. Dạ. Thế là không mua cho chồng. Dạ mua cho em thì rất là ít, chắc một năm được một hai lần. Rồi rồi. Ví dụ như mua đồ cho mèo thì mua gì đây hả? Mua đồ cho mèo thì mua quần áo cho mèo, mua rất nhiều anh. Không phải là mua một bộ đâu, mua nhiều màu và nhiều cỡ. Và con mèo nhà em nó lớn rất là nhanh, thì chỉ cần em thấy chỉ cần mặt có một lần thôi là bỏ. Rất là phí. Và thức ăn cho mèo đó thì rất là nhiều, vợ em rất là cưng. Là vợ mua pate gan, rồi pate cá ngừ, các loại mùi vị cho em mèo lựa chọn. Và rất là phí nữa là em mèo với em ăn chỉ một số loại thôi, còn một số bỏ. Thì em là người sẽ là người giải quyết những cái đó. Nghĩa là em sẽ đi liên hệ để mà cho những cái đó. Trời để thì nó rất là phí. Em cho những người khác dạ. Có nghĩa là lo cho cái bụng của con mèo nhiều hơn cái bụng của bé Bùn. Thôi bây giờ được định nhường cơ hội cho Trâm đi. Đến lượt em rồi. Vùng lên em. Mạnh mẽ lên. Nói về tật xấu, chắc chồng em có một tật xấu duy nhất. Chồng em ngủ rất là ngáy. Thì bây giờ hiện tại bây giờ là em quen rồi. Nhưng mà đi mình có nhiều cái mình rất là ngại. Tại nhà em ở Cà Mau, mà đi từ Sài Gòn về Cà Mau là tới 8 tiếng, là anh phải đi xe giường nằm. Mà lên xe giường nằm là chồng em ngủ rất ngon, và mọi người xung quanh không ai ngủ được. Ôi nghe nói này thương em này quá. Thương quá. Tại thật ra cái ngáy đó em là mình đâu mình không có biết được, biết được, không còn thương nó là bệnh lý mà. Đúng rồi. Đúng chưa? Thôi nhưng mà qua câu chuyện này, hy vọng là các anh chị mà chủ xe đó, khi mai mốt mà có thấy thấy Buôn đó, cũng đừng có để cái tấm bảng coi như là không nhận ổng nha. Vì tiếng ngáy nha, thật ra người ta không hề biết người ta ngáy đâu em. Đúng rồi. Người ta không muốn làm phiền đâu. Họ tội nghiệp đó, tại vì tôi cũng ngáy dữ lắm. Thế ngoài ra thì còn cái gì không? Có cái tính nào mà là em khó chịu không? Đó. Kiểu nhây không hay là lười không hay là gì? À đúng rồi. Rất là nhây. Giỡn cực kỳ nhây luôn. Như là đi chơi với đám bạn em cũng vậy, cũng là chọc, là nhây, nhây là nói hoài, nói cái nào mình quạo thôi, mình bực bội thì trong mắt mọi người mình đã hơi dữ dằn tí rồi, mà còn nhây như vậy là khiến như mình phải dữ dằn hơn nữa. Như đi chơi cả đám bạn đi, Như kêu thôi chọc lại chồng mà kêu nước cho các bạn đi. Bạn kia vừa mới nói là trà đào, ổng qua đâm kêu bà nước cam. Em đứng này em nghe em nói, kêu là trà đào mà tại sao mà kêu nước cam? Là nghĩa là nói xong rồi lại quay lại nhây, nó hỏi tới hỏi lui, rất là nhây luôn anh. Đó, cái đó là thật xấu đó. Rất nhây. Thật sự thì chọc ở nhà thì em thích chọc mọi người, chọc mọi người cười, kể cả vợ em rất là hay tạo cho vợ tiếng cười. Nhưng mà mỗi lần bà giận lên mà có đáng yêu không? Dạ cũng đáng yêu ạ, dạ cũng đáng yêu ạ. Giận mà đáng yêu là được. Thôi giờ Buôn có mong muốn vợ mình thay đổi điều gì không nè? Ngoài cái việc mà em góp ý về cái việc mà mua hàng online này kia, vợ em mua nhiều thôi, còn em thấy những cái thứ khác thì em cũng không muốn vợ em thay đổi điều gì cả. Thay đổi. Tại vì hiện tại là em thấy hai vợ chồng em rất là hiểu nhau, chấp nhận được những cái khuyết điểm của nhau. Và hai tụi em thấy có thể dung hòa cho nhau được, bù đắp cho nhau được. Thế còn Trâm thì sao? Em có điều gì mà mong muốn chồng mình thay đổi không? Tới hiện tại bây giờ thì chồng đã có nhiều thứ hơn em mong đợi. Khi mà em mong đợi về chồng em á thì em cũng không nghĩ là sẽ có nhiều thứ hơn em nghĩ. Như là chồng em lãng mạn, tới một cái bữa tiệc hay là tới một cái ngày lễ nào đó thì dù không có nhà, chồng vẫn sẽ đặt để người ta ship lại những món quà tặng em để tạo bất ngờ. Hoặc là khi mà chồng em ở nhà thì chồng sẽ nấu ăn, và trang trí chồng em nấu ăn rất là ngon và trang trí rất là đẹp, để cho em cảm nhận được là dù chồng em ở một tuần thôi nhưng mà đối với em nó là quá đầy đủ rồi, quá chất lượng. Dạ, tôi này lãng mạn quá. Nhưng mà nãy tụi em nói là 4 năm rồi tụi em vẫn chưa có em bé. Là do các em kế hoạch hay là có một cái nguyên nhân nào không?
Năm ngoái thì hai chồng em cũng có tin vui, nhưng mà chắc là do thời điểm đó là em đang chạy có nhiều dự án của bản thân em á, nên em bé mới có 6 tuần, bé không có tim thai. À. Nên bác sĩ chỉ định là phải dừng lại. Thì thương quá à. Vương có thể ôm vợ một cái được không? Hai vợ chồng em đã đợi bé rất là lâu rồi. Thì thời điểm đó là hai vợ chồng khóc rất là lớn ở bệnh viện luôn. Thì em khóc rất là lớn, em khóc có nghĩa là muốn banh bệnh viện luôn á. Thì ông này em rất là bình tĩnh nha, bình tĩnh để cho em đừng có quá xúc động. Nhưng mà khi mà nghe cuộc điện thoại của sếp hỏi thăm á, thủ trưởng hỏi thăm á, thì trên đường về thì bạn khóc rất là nhiều. Với lại em nghĩ là có thể đó là cái sự mất mát lớn nhất mà đó với em từng trải qua. Nhưng mà chắc chắn là em bé sẽ quay lại. Chị cảm nhận được cái sự chân thành mà hai bạn dành cho nhau. Hai bạn đã cùng nhau đi qua một cái chặng đường quá dài. 11 năm nó không phải là ngắn nha. Chị chưa giờ bên ai được lâu như thế. Nên chị rất là ngưỡng mộ hai em. Và chị chúc hai tình yêu của hai bạn sẽ một ngày nào đó sẽ có một cái quả ngọt đến vào đúng thời điểm. Hai em sẽ có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc bên nhau. Chúc mừng hai bạn đã gặp được nhau trong cuộc đời này. Thôi anh chúc cho hai vợ chồng Trâm với Bun trong cuộc sống chắc chắn sẽ có rất là nhiều những cái điều nó không thuận như ý của mình. Bất như ý. Đúng chưa? Dạ. Nhưng mà chỉ cần có tình yêu thương, có sự thấu hiểu là sẽ vượt qua tất cả. Chắc chắn. Mà biến những cái khó nó thành cái dễ. Đúng. Chúc cho hai vợ chồng em ha. Trong năm nay bác sĩ sẽ báo cái tin vui. Và qua năm sau có thể sẽ có một cặp song sinh xuất hiện trong gia đình của các em. Tuyệt vời. Ok, được chưa? Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện về hôn nhân gia đình ha. Anh Thượng chào chị Văn. Em tên là Lê Thành Hiếu, đang là kỹ sư xây dựng, hiện đang làm ở Bình Dương. Em năm nay 25 tuổi. Hiếu là quê Bình Dương luôn? Dạ không, em quê ở An Giang. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Ngọc Duyên, năm nay em 25 tuổi. Quê của em ở Vĩnh Long và hiện em đang làm việc tại Bình Dương. Ủa nhưng mà Hiếu và Duyên là cơ duyên nào các bạn lại gặp nhau? Là cách đây 7 năm thì tụi em cùng học tại trường đại học Cần Thơ, cùng học cùng khoa. Nhưng mà chồng em thì học ngành xây dựng, còn em thì học ngành quản lý công nghiệp. Có một cái môn tụi em học chung đó là môn bóng truyền. Thì cái lần gặp đầu tiên của tụi em là diễn ra tại sân bóng truyền. Thì cái ấn tượng đầu tiên về chồng của em á, anh rất là già. Đặc biệt là anh có cái nốt ruồi ở đây nè, nhìn gian lắm. Gian rồi á, chán thì đầy nếp nhăn luôn. Xong rồi anh mặc áo thể dục, rồi quần thể dục thì anh sang lên tới đây nè, rồi anh lộ cái chân ra lông không vậy đó. Để ý từ con về nè, về cho nè, cái phần trái ngăn rồi trời ơi. Dạ, cái lông không. Tại vì khi mà em quan sát ảnh thì em quan sát từ phía sau nên nhìn thấy cũng cao lớn, cũng đẹp, nhưng mà khi ảnh quay lại cái nhìn cái mình cũng xỉu vậy đó. Cái gì vậy đó, chị nhìn đây chị đâu thấy xỉu gì đâu. Mọi người có nhìn thấy Hiếu có xấu không ạ? À? Đẹp trai mà. Đẹp trai không? Ít ra là Hiếu cũng đẹp trai được chút xíu. Thôi còn em, Hiếu, lúc đó em gặp Duyên thì sao em? Em thì hầu như trái ngược lại với vợ, là em cũng nhìn cô gái này nói chung là rất là xinh, rất là đẹp, đặc biệt là tóc thì dài. Cái buộc cái chùm tóc này rất là tươi tắn làm em rất là thích lúc đó. Nhưng mà chưa có một lần nào mà tỏ tình thể hiện với vợ em trong cái thời gian đó. Đến khi nào thì em mới thể hiện cho cô ấy biết? Suốt cái quãng đường đại học luôn là em không thể hiện. Đến mà cái thời gian mà em đi làm, rồi cái cơ duyên là Duyên trở về An Giang làm chung với em. Tại vì em cũng có thời gian làm việc ở An Giang nữa. Cho nên hai đứa em gặp nhau rồi lúc đó tình cảm của em á nó mới bộc phát trở lại. Có nghĩa là gặp nhau cách đây 7 năm. Dạ. Yeah. Nhưng mà tỏ tình là cách đây mấy năm? Dạ, tỏ tình là cách đây khoảng một năm vậy. Trời, cái gì mà cách xa lâu dữ vậy đó hả? Gặp 7 năm mà coi như cách đoạn nhau 6 năm đúng không? Yeah. Rồi mới cách đây một năm là tỏ tình. Dạ. Yeah. Tại vì trong quá trình học bóng truyền đó, em với cô bạn của em á giỏi thể thao lắm, cái đăng ký du học bóng truyền nhưng mà không đứa nào biết. Cái anh này nè, bữa đó ảnh cứ cầm trái bóng mà ảnh chơi một mình à, giống như là tự kỷ vậy đó. Cái đầu em mới lại cái anh này nè, em mới nhờ anh ơi chỉ giùm em bóng truyền. Cái ảnh cũng nhận lời luôn, rồi từ đó tụi em biết nhau. Rồi sau đó khoảng một năm thì em cũng có người yêu đó, là cũng là mối tình đầu của em. Xong rồi em với cái người đó quen nhau được 3 năm, nên lúc đó em đâu có coi như bị dương tính. Nói chung là hai bạn cách gọi là cách khoảng nhau là 6 năm trời. Dạ. Mà bạn này cũng dở thì các cơ hội tới không chụp liền đi. Để giãn ra hết 6 năm. Trời ơi, phí hoài. Nhưng mà cuối cùng cũng hốt được à. Đầu thì nó cũng về đó.
khi về An Giang nhắn tin tỏ tình thì sao? Cái lúc hốt hốt nhau á thì lúc đó hai đứa em là cũng đang là độc thân hết rồi. Đang là độc thân tức là trước đó là em cũng đã có bạn gái à? Đúng rồi anh, khi mà biết vợ em có bồ rồi á là em buồn quá, ngã rẽ sang hướng khác. Ngã rẽ sang hướng khác nói chung là không nghĩa cô này nữa, tính của em nó vậy đó. Rồi lúc mà nhắn tin tỏ tình đặc biệt nhất là cái tin nhắn là muốn cưới trước rồi tìm hiểu sau. Trời ơi. Nhưng mà lúc đó đặc biệt cái là vợ tự nhiên sao đồng ý luôn. Cái là hai tụi em là tìm hiểu qua tin nhắn rồi làm tới luôn. Làm tới luôn. Cưới luôn đó hả em? Dạ. Thì khi mà anh mới nhắn tin tỏ tình với em á, em đồng ý liền. Cái cỡ 3 ngày sau bắt đầu em nhận được cuộc gọi. Thì cái cuộc gọi này là hẹn em đi uống nước để mà gặp mặt nói chuyện. Thì em nhận được cuộc gọi thì là con gái anh trai. Dạ là con gái anh, là cô bồ cũ bên này nè. Phải gì mới nói rõ. Phải phải gì mới nói rõ. Nghe vậy là biết rồi. Ai biết tưởng nhiều khi là mẹ của bồ cũ. Cuộc gọi là biết rồi. Rồi cái em gọi cho anh này liền. Em không có dám nhận lời đi. Cái chị cái người đó đó cái gọi em hẹn em hoài à. Cái em sợ quá, em không biết làm sao hết trơn á. Em nói là em đi học anh văn. Trời mưa tầm tã, em cứ nghĩ là cái người đó đã hủy cuộc hẹn với em rồi. Ai về đâu, khi mà em kết thúc cái buổi học đó xong rồi cái người đó tiếp tục hẹn em, nói là đang ở đó đợi em. Rồi em thấy cái người này cũng nhiệt tình, cũng thôi cứ đi gặp lại, thôi cứ đi gặp lại đi, tới đâu thì tới. Thì ấn tượng đầu tiên của cái người đó là làm cho em có cảm giác cũng thân thiện. Xong rồi cái người đấy mới nói là rất là thương hiếu, không thể nào mà nói bỏ là bỏ được. Cái người đó cảm giác giống là muốn tha thiết em từ bỏ hiếu đi rồi mà nhường lại, nói chung là nhường lại đó. Dạ. Rồi lúc đó cái ý định trong lòng em là em muốn rút lui, tại vì thật sự lúc đó tình cảm của em dành cho Hiếu cũng chưa có nhiều. Rồi qua cái cuộc trò chuyện đó xong em mới nói Hiếu là em không muốn tiếp tục nữa, tại vì em có cảm giác là mình đã lấy mất cái hạnh phúc của người ta. Em có cảm giác em là người thứ ba. Xong rồi Hiếu cho em cái niềm tin nó lớn lắm luôn. Hiếu nói là Hiếu đã quyết định chọn em rồi thì Hiếu sẽ giữ em chứ Hiếu không để em mất. Xong rồi bằng nhiều cái hành động lắm, Hiếu làm cho em nhiều thứ lắm, rồi em quyết định không có từ bỏ Hiếu. Rồi cô kia có đồng ý không? Em nghĩ là cái người đó cũng không có muốn đồng ý, nhưng mà do em với Hiếu quá kiên quyết rồi, chị có muốn ngăn cản cũng không được. Rồi cô có hẹn nữa một lần không? Có lần thứ hai đề nghị em chia tay Hiếu thêm lần nữa không? Không có đề nghị em chia tay với chồng em nữa, nhưng mà thời gian đó hay gọi cho em lắm, hỏi em về sở thích hay tính tình, em có hiểu gì về chồng em không. Rồi em nói là em muốn tìm hiểu từ từ để mà giống như là mình cùng vượt qua, cùng tự tìm hiểu. Rồi còn cái lần nào mà cô gọi cho em để mà cô hẹn ra nữa hay không? Cách đây là khoảng 4 tháng, chị có nhắn tin cho chồng của em là nói là hiện tại chị đang bệnh nặng, nếu như mà không đưa đến bệnh viện kịp lúc á thì có thể là 3 ngày sau sẽ phải chết. Cái lúc đó chồng em chia sẻ với em thì em cảm thấy là rất là sợ. Tại vì lúc đó mình không có nghĩ là đó là người yêu cũ của chồng mình, mà mình nghĩ đó là một cái người chị của mình. Cái bắt đầu em mới tìm đủ mọi cách để mà liên hệ với người nhà của chị tới để chăm sóc cho chị. Chị nói là chị muốn là chồng em về để mà gặp chị. Rồi em mới tìm được là em của chị đó. Em mới nói là tình trạng của chị như vậy đó, coi để mà đưa chị tới bệnh viện để mà kịp chữa chị. Xong rồi cái anh đó anh cũng tìm hiểu về chị. Cái bắt đầu anh lại chửi em. Anh nói là nói láo, chuyện không có mà nói có. Qua lần đó em cảm thấy rất là bức xúc, em không hiểu tại sao mà lại chửi em chị như vậy. Rồi, chị hiểu rồi, chị hiểu rồi. Ủa rồi còn Hiếu thì sao? Nói chung cái việc đó xảy ra thì cũng làm em có chút lo lắng. Em cũng cùng với vợ tìm hiểu cũng như là với người anh đó. Rồi qua lần đó em cũng nói chung là muốn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với chị đó. Nhưng mà tới bây giờ thì sao? Hiện tại thì cũng lâu lâu nhắn tin với em, nhưng mà em cũng trả lời theo phép lịch sự rồi cho qua thôi chứ không có ý gì hết. Chị cũng muốn chia sẻ một chút xíu với em. Thứ nhất là thái độ của em cần phải kiên quyết, không tin tức, không nhắn tin, không gì cả. Chỉ một lần duy nhất em nói một câu là anh đã có gia đình. Em không muốn mang đến cái nỗi buồn cho cái gia đình nhỏ của em. Và cái người kia nên dứt khoát tư tưởng và có cuộc sống riêng. Em hiểu ý chị không? Để cái hình ảnh của em nó xa dần trong cái đầu óc, trong ký ức của cái người con gái kia. Đúng không nè? Còn về phía em cũng vậy. Em đối với người ta như thế là đủ rồi. Có nghĩa là cái sự cảm thông của em như thế là đủ rồi. Bởi vì cái người đàn ông họ có quyền chọn lựa trong cái quá trình yêu đương. Họ được quyền chọn người này và chọn người kia. Nếu như người nào thấy phù hợp với người ta thì người ta được quyền chọn. Thì chồng em đã chọn em. Và em đã có một cư xử rất là đẹp đối với cái người con gái kia rồi. Thì em cũng chấm dứt luôn. Em cũng không cần thiết phải lăng nhăng nữa.
đúng không? Đó là về phía tụi em. Còn về phía bạn gái cũ của em á, ví dụ như bạn có theo dõi chương trình này thì với là một người mà đã trải qua nhiều những cái kinh nghiệm và cũng lớn tuổi rồi, có thể là những bậc đi trước bạn, thì tôi cũng có một cái chia sẻ với bạn như thế này. Bây giờ bạn nhìn cái thực tế là họ đã làm một cái gia đình rồi, họ đã làm đám cưới danh chính ngôn thuận rồi, và bản thân họ, họ rất là yêu nhau. Có nghĩa trái tim của cái người đàn ông mà bạn từng nắm giữ á, họ đã dành cho người khác rồi. Thì tôi nghĩ rằng á, bạn không việc gì mà bạn phải tự làm khổ mình như vậy. Bởi vì cha mẹ sinh ra mình, cha mẹ chỉ mong muốn mình được có một cuộc sống hạnh phúc, mình được hưởng cái điều đó. Tại sao bây giờ bạn tự làm khổ mình như vậy, rồi cái làm khổ mình nó chuyển qua làm khổ tới cha mẹ mình? Tự nhiên á, vô lý quá, đúng không? Bạn hy sinh như vậy có đáng không? Không hề đáng một chút xíu nào hết. Nên tôi khuyên bạn, bạn phải có một cuộc sống hạnh phúc, một mối tình hạnh phúc, chứ bạn không nên đau khổ như bây giờ. Đó là cái lời khuyên từ từ đáy lòng của tôi dành cho bạn. Bạn quên cái gia đình này đi, bạn quên hẳn họ đi, đừng có để tâm tới nữa nha. Đúng không? Thì tôi thấy là như vậy. Nên bây giờ nên nói chung là bây giờ quan trọng là thiếu phải dừng lại hết. Thì đó, thôi coi như bây giờ hiểu rồi, thôi mình chuyển qua cái cặp này đi đó. Mình chuyển qua cặp này đi. Bây giờ sẽ không hỏi những cái tật xấu của nhau nữa, tại vì các bạn còn quá mới, đúng không? Thôi bây giờ anh muốn hỏi là em mong muốn bạn duyên này sẽ thay đổi những cái gì để phù hợp với lại cái cuộc sống gia đình mình bây giờ. Muốn vợ em thay đổi lớn nhất á, là cái cảm xúc của vợ em là lạc quan, tươi tắn một tí nữa. Chứ hiện tại là có nhiều cái vấn đề đến với Duyên á, là cô ấy hay lo lắng, hay băn khoăn nhiều chuyện lắm, rồi dẫn đến cảm xúc nó không tốt, rồi nó buồn, làm cho buộc em khi nào em nói rằng là Duyên à, đừng lo sợ gì cả, tất cả mọi thứ hãy để anh lo. Có vậy không? Có vậy em nói điều đó với Duyên. Cả hai em cũng từng nói với nhau như vậy. Nói chung là hai em cũng giống như là điểm tựa của nhau. Quá tốt. Thế còn Duyên, em mong muốn Hiếu thay đổi điều gì? Đối với em thì tới thời điểm hiện tại thì em cảm thấy cái quyết định bồng bột nhất thời của em là một quyết định hoàn toàn chính xác. Thì em cảm ơn cha mẹ, chồng của em đã sinh ra chồng của em. Em cảm thấy rất là hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên thì do cái vấn đề công việc của chồng của em là một kỹ sư, nên không có thể mà tránh khỏi những cái tiệc tùng nhậu nhẹt đâu đó chị. Nên em nhiều lúc cái vấn đề mà nhậu của chồng em làm em rất là buồn. Mỗi lần mà gọi điện mà nghe anh bảo là nhậu là em cảm thấy rất là lo. Tại vì chồng em là bác sĩ khuyến cáo là không có nên nhậu nhiều. Nhậu nhiều sẽ làm cho cái nồng độ gan nó cao, không có tốt cho sức khỏe. Men gan cao. Dạ. Nên em muốn chồng em là giảm bớt cái việc nhậu đó đi, để mà giữ gìn cái sức khỏe. Tại vì sắp tới tụi em cũng có kế hoạch là sanh em bé. Bớt nhậu được không? Dạ, sẵn đây em xin hứa với vợ, với hai anh chị và mọi người ở đây cũng như mọi người đã xem chương trình, thì em sẽ hạn chế đến mức tối đa cái việc nhậu. Đúng rồi. Không việc thôi. Giờ xin chúc cho Duyên với Hiếu cuộc sống các em lúc nào cũng vui tươi hạnh phúc nha. Và trong năm nay sẽ có tình vui. 1 hay 2? Thôi một đứa chứ đi. Thôi. Dạ em tên là Lê Trần Tất Đạt là tên thật, nghệ danh là Phong Đạt. Rapper Phong Đạt. Dạ là em là sinh ngày 4 tháng 11 năm 80. Tính ra năm nay là em cũng 43 rồi. 43. Trời ơi. Dạ. Nhỏ tôi con tuổi đó. Trời nó 43 hả? Em trẻ lắm, chị nói thiệt. Dạ. Em nhỏ hơn bạn Bin có 1 tuổi thôi đó. Đúng không? Dạ. Nhưng mà nhìn hai đứa nó khác nhau dữ lắm đó. Chị nói thiệt đó. Khác nhau bên kia là đầy đủ đầy, còn bên này nó trụi lũi. Thôi trong không vậy chứ. Không phải nó đâu. Cũng xem đó chị ơi. Không phải em đâu, nói thiệt đó. Bởi vì hôm nay em phải đi theo chị là bác sĩ. Dạ, dạ thì em làm nghề chính là em là ca sĩ, thì chắc trong giới cũng biết. Và bây giờ thì em cũng đi hát nhưng mà ít thôi. Em chuyển hướng qua làm về studio phòng thu, làm nhạc rồi sáng tác nhạc, làm beat cho ca sĩ rồi đủ thứ cho các bạn ca sĩ trẻ, rồi ca sĩ trong nghề cũng ai cũng có. Sáng nay mình cũng hỏi Đạt luôn là có một thời gian là nhóm D&D tan rã. Dạ. Thì các ca sĩ vẫn tiếp tục đi hát nhưng mà riêng Phong Đạt thì lại mất tích luôn. Thì có phải là cái khoảng thời gian đó là Đạt chuyển qua là Đạt chuyển hướng làm phòng thu không? Dạ không, cái lúc mà em ở trong nhóm D&D mới vừa rã ra thì Du rồi Vũ cũng đi hát, cũng đi hát, nhưng mà em thì lại chui xuống dưới tỉnh. Em chui xuống tỉnh nhiều. Tại hồi xưa là khi mà có ai cũng muốn tạo lên truyền hình ở trên đài, mấy chương trình đó thì để kiếm tên, để đi kiếm tiền là nhiều, thì em là cái người đầu tiên là rút xuống dưới tỉnh đầu tiên. Du thì hoạt động ở thành phố sôi nổi lắm, còn Vũ thì thời gian đó là đi bay qua Mỹ rồi. Đó nên là lúc đó mọi người ít thấy em ở chơi mấy cái chương trình ca nhạc nữa, tại thường thường em rút xuống dưới tỉnh em đi là lúc không đó mà. Là em đã đi kiếm tiền ở dưới tỉnh rồi đó. Dạ, đúng mà đi dưới tỉnh là xô chạy cũng dữ lắm nghe. Trời chạy mà xỉu luôn á. Chị nói em nghe thực sự á, lên TV không có tiền thiệt, chỉ có đi đúng, diễn đúng. Đi diễn tỉnh thôi là mới có tiền đó.
mà thời đó là show chạy như là mệt xỉu luôn, một đêm chạy 2-3 show là chuyện bình thường. Bình thường. Từ huyện này, từ tỉnh này qua tỉnh kia là xuyên tỉnh luôn là chuyện bình thường. Trời ơi, có một thời điểm mà chị chạy show mà từ coi như Đà Nẵng xong rồi vô Hội An luôn. Đi đó mà trong một cây. Ừ, đi vậy luôn đó, ghê lắm luôn á, mà đi mà thường tưởng bán thân bán mạng luôn đó. Ghê lắm. Đầu cái này và ao cái kia. Nhưng mà cũng vì cái vấn đề đó mà em cũng bị mất nhiều cái mối quan hệ là vậy á. Tại vì khi em đi xuống dưới tỉnh á, có những cái chương trình hoặc là những cái truyền hình ta mời á, thì tại vì mình lo lúc đó mình chỉ biết rồi lo kiếm tiền, đang kiếm tiền quá mình cứ từ chối nhiều, thì sau khoảng thời gian mình đánh ở dưới đó rồi lên đây thì mình sẽ mất cái mối quan hệ nhiều. Nên nó cũng được cái này cũng mất cái kia. Và đó mình cũng đang muốn gợi một cái câu hỏi để cho Đạt chia sẻ lại, chứ thật ra là rất là nhiều người cứ nghĩ rằng là Phong Đạt biến mất khỏi showbiz đó, biến mất khỏi sân khấu ca nhạc, thì ra là có một cái thời gian mà bạn ấy bận chạy show với tỉnh, đúng không? Đó. Rồi mời vợ của Đạt, một cô ca sĩ rất xinh đẹp. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào ông Đức Thuận và em xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Phù Như Nhã Trúc, em sinh năm 1979, năm nay em 44 tuổi. Và công việc hiện tại của em là kinh doanh tự do, em mua bán thời trang. Dạ. Em còn đi hát không? Dạ sau thời gian mà anh Đạt bắt đầu có cái chỗ đứng ở trong cái sự nghiệp solo của ảnh á, thì cái giai đoạn đó thì song song em vừa đi hát và em vừa làm quản lý cho ảnh. Thành thử ra trong cái giai đoạn đó thì em khó cho em, bởi vì bản thân mình vừa đi hát, mình vừa nhận show rồi sau đó mình nhận show cho anh Đạt luôn. Thành thử ra em sẽ khó làm trong cái công việc của em, mình sẽ khó nói chuyện và vấn đề mình thương lượng đó anh. Thì ngay cái giai đoạn đó thì em phải có đưa ra hai cái sự lựa chọn, đúng không? Dạ. Một là mình tiếp tục mình đi theo nghề và để cho chồng mình giống như là tự bơi trong cái công việc. Tại vì anh Đạt khi mà còn làm ở trong nhóm D&D thì mọi thứ là được quản lý lo hết rồi. Anh quản lý là anh lo hết tất cả, thì các thành viên còn lại là chỉ có biết là nhận show, tập bài và đi hát thôi. Thành thử ra khi mà D&D tách ra đó thì anh Đạt gần như là chơi vơi. Ảnh là trong nhóm đó, ảnh là người ít hoạt ngôn, nó không có nói. Và cái mối quan hệ bên ngoài của ảnh với các truyền thông đồ này nọ thì cũng không có. Thành thử ra trong mấy năm khi mà em đi hát thì em cũng có chút về vấn đề mà mình cũng biết nói thương lượng với các sponsor và cũng có một xíu về các thông tin truyền thông mình cũng quen biết một xíu. Thành thử ra em chọn là thôi thì mình có đi tiếp thì mình cũng chỉ có như thế này. Tại vì nhóm nữ thì nó không có được cái hào quang lâu dài giống như nam. Thành thử ra em phải chọn phương án là em lui về hậu cần để mà em cho chồng em tỏa sáng. Dạ. Nhưng mà lúc đó là đã quen nhau rồi đúng không? Dạ đúng. Bây giờ mình hỏi lại cái giai đoạn mà hai đứa lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Đúng, chắc chắn là gặp nhau ở cái nát rồi. Mà gặp nhau một cái sân khấu nào rồi. Để cho em nhắc cái nãy em nhiều khi gặp anh Quốc Thuận với chị Hồng Vân ở quen quá nên em quên. Chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả, nãy giờ quên luôn đó. Trời ơi, tại vì thấy giống như là đang nói chuyện là sao gì ơi, sợ cái là hỏi nghe là sao, đợi cuối chương trình chào luôn. Trời ơi. Dạ. Chứ không sao cả. Dạ. Hồi nãy giờ mình thấy mình rất là tự nhiên, rất là trơn tru ha. Rồi, bây giờ đó mới hỏi đó. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ở đâu? Rồi sao mà để ý sao yêu nhau á vậy đó. Tại đó là cái nhóm OC là cũng là các cô gái chân dài cũng xinh đẹp lắm luôn á. Em không có chân dài, em chân ngắn, không có chân dài, chân vừa vừa. Dạ, hồi xưa thì em hay đi hát, không biết tại sao mà hồi xưa thì nhóm OC thì đi hát rất là chạy rất là nhiều tụ điểm ca nhạc. Em thì cũng đi cũng chạy nhiều mà lúc nào bà này cũng bà phải diễn trước. Thường thường là diễn trước mà thì em mới đứng ở dưới, thì em thường thường là bà này trong giới nổi tiếng là cho cái nhóm OC này là hai chị em nhỏ con nhưng mà sao hát live rất là tốt. Thì là tạo giống như mình cái ấn tượng mình đó là tại sao không, mình không tin được tại sao hát cái người gì mà cái giọng hay thì giọng thường hay. Thường là bà này hát trước là từ em đứng coi. Thì ấn tượng là cái như vậy là bà rất là nhỏ nha, eo nhỏ xíu mà có chút xíu mà hát giọng rất cao, giọng rất là mạnh, không biết sao. Thì từ đó em mới thấy bà này cũng dễ thương. Rồi xong rồi em đi cái show rất là nhiều, gặp bà rồi cũng giai đoạn nhiều, đó là năm mấy quen. Cũng là trong giai đoạn D&D mới thành lập luôn, khoảng chừng 2002-2003 và lúc đó em là người để ý chút trước. Dạ. Dạ. Mà em có biết là Đạt để ý mình không? Dạ không, em hoàn toàn không biết luôn ạ. Lúc đó có người yêu chưa? Dạ chưa luôn. Luôn. Vậy là có lúc nào mà em có cơ hội ngược lại là em phải đứng chờ nhóm Đạt hát xong rồi là để em có cơ hội em coi bạn biểu diễn không? Dạ không chị, tức là cái giai đoạn đó thì D&D giống như là một cái boy band đang hot. Và thường thì chị biết rồi, trong cái một cái chương trình á thì những cái nhóm nhạc hoặc là ca sĩ á, không có tên tuổi á, tức là không có sự nổi tiếng bằng mình sẽ mở màn hoặc hát trước. Rồi những cái vừa đấy nghĩa là hát ý sau là chị nói là em không có cơ hội để coi hát xong rồi đi luôn. Em hát xong là em lại chạy. Nhưng mà lúc đó là em vẫn biết Đạt rồi đúng không?
đúng không? Dạ, thì em tức là vẫn biết cái kiểu đồng nghiệp thôi ạ. Ừ, mà trong lòng em thì hỏi cho trong lòng em là cái lúc nào em cảm thấy là em thích bạn Đạt không? Dạ chưa luôn ạ. Ngay luôn. Thời điểm mà anh Đạt tỏ tình xin số phone em thì lúc đó là hoàn toàn em chưa biết gì về anh này luôn. Tức là chỉ biết là D&D là có những người đó, những anh đó như vậy thôi. Nhưng mà trong D&D thì có hai anh còn lại, hai thành viên còn lại là thường hay gặp OC là hay nói chuyện. Nhưng mà chỉ có đặc biệt là anh Đạt không bao giờ hỏi chuyện tụi em, không bao giờ bắt chuyện luôn. Tại ổng rất là hiền. Mà chính vì cái hiền đó mà nhiều người nghĩ là ổng chảnh. Dạ đúng rồi anh. Đúng không Đạt? Đúng. Đúng không? Không biết. Đó. Thì cái ấn tượng của em khi mà biết anh Đạt á là em trong một cái chương trình TV ngày xưa đó là chương trình Giai điệu tình yêu. Thì lúc đó thì tình cờ lúc em ngồi đang make up đi hát á thì tự nhiên thấy đi diễn ở trên cái chương trình đó. Cái thì anh Du với anh hai thành viên còn lại đó thì hay nói chuyện, nhưng mà có đặc biệt có các anh này không bao giờ nói chuyện. Thì khi mà quay cái mình nói chà anh này nhìn cái mặt bad boy quá, nhìn ngầu ngầu lạnh lạnh quá. Thì lúc đó khi em xem thì em thấy cái gu là lạnh lạnh như vậy. Thì mới để ý. Dạ, lúc đó mới bắt đầu để ý anh này, nhưng mà cũng không có nghĩ là ảnh để ý mình rồi. Thì sau khi mà cái hôm đó tụi em diễn ở phòng trà 2B đó anh đó, thì em vừa mới đến thì anh Đạt anh đã đến trước rồi, ảnh ngồi ảnh đợi trước rồi ở trong cái phòng chờ nghệ sĩ á. Thì tự nhiên cái ảnh đến nói chuyện với em, cái ảnh xin số phone của em. Cái em ngạc nhiên lắm, em nói chưa bao giờ mà đi hát chung mà gặp ảnh ảnh nói chuyện với mình, sao hôm nay lại xin số phone. Em còn nghĩ là ảnh ghẹo em nữa. Ảnh nói anh thích em lắm á, em có thể cho anh xin số phone được không? Ồ, dạ. Nó ít nói lắm. Ít nói mà nói vậy đó anh. Cái rồi ha. Dạ, dạ. Chấn thương người ta đó. Em bị sốc, cái lúc đó em đang đứng á thì em trố mắt em dòm vậy nè. Em nói không biết ổng giỡn nghe, ổng đùa gì với mình. Em trố ra em dòm ổng gì đó, cái ổng tỉnh lắm. Cái em nói thì mình nghĩ là đồng nghiệp thì ok mình cho. Rồi là bắt đầu ngày hôm đó là có số phone của em đó. Đã thì nhắn liền. Dạ, nhắn tin. Tối về cái nhắn liền luôn anh. Tối về hát xong cái là nhắn liền vậy đó. Nhưng mà do cái công việc thì qua hôm sau là em lại bay Hà Nội, em có cái show Hà Nội, em bay Hà Nội. Thì ngay mấy ngày đó là hai đứa có số phone với nhau mà chỉ có gọi điện với nhắn tin nhau thôi. Đấy. Dữ dội lắm, lúc đó tấn công em dữ lắm á. Nhưng mà Đạt ơi, dạ. Cái thời gian đó mình là một cái boy band nổi tiếng. Dạ. Rồi đâu phải chỉ có một nhóm nhạc những cô gái này thôi. Dạ. Rồi ngay cái nhóm nhạc kia ông như mắt ngọc như mây trắng rồi đó. Ông có đứng ở trong ông nhìn lén người ta không? Không, nhóm nào em cũng có xem hết. Nhưng mà giống như là em ấn tượng cái bà Trúc của bên của nhóm OC á là nhỏ con mà hát đó, như vậy nói là dễ thương thì em thích. Chứ còn mắt ngọc cũng dễ thương, nhiều nhóm rất là dễ thương, mà giống như là cái ấn tượng ban đầu á chị Vân. Là như tự nhiên cái giống như mình gặp rất nhiều người, nhưng mà tại là mình ấn tượng mình thích kiểu vậy đó, thôi, kiểu style vậy. Nhưng mà lúc đó là chưa có quen ai đúng không? Chưa, lúc đó em chưa mà, quen ai hết. Mà có nghĩa là em chỉ thích một mình bé Trúc thôi, em lấy điện thoại một mình bé thôi. Dạ đúng rồi, em chỉ còn bé Tre là không có thích. Dạ bé kia thì em không bé Tre, tại này Trúc cái kia Tre. Dạ. Cái lúc mà ảnh xin số phone của em á thì anh biết rồi, ngày xưa mà đi hát hai chị em nhóm OC thì người ta nhầm lẫn, người ta cứ nói là chị em sinh đôi vì giống nhau lắm, nhưng mà con bé em của em thì nó lại cao hơn em. Thì lúc đó em còn thắc mắc, em nói có khi nào ổng thích em mình mà ổng xin số mình không? Tưởng em lộn. Em còn lộ sợ như lộn vậy á. Dạ. Em cứ hỏi ổng như ổng nói không, làm sao lộn được. Thì đó cũng là cái mà em cứ nghĩ ổng cua em là cua lộn lúc đầu không á, nhưng mà không phải, cái đó là do suy nghĩ của em thôi. Như vậy là trong suốt cái quá trình mà em ở Hà Nội, ổng ở Sài Gòn là tạo điều kiện để cho hai đứa nhắn tin. Dạ. Như là tìm hiểu nhau. Dạ. Rồi cái em kể cái lần đầu tiên mà hai đứa đi chơi với nhau đi Đạt. Em đi chơi với Trúc thì rất là cũng thường thường là nhắn tin nhiều, tại em cũng bận đi diễn với nhóm nhiều. Em chỉ có nhớ một lần á là chính thức là em có như là nói bà này là bạn gái, là em rủ bà đi ăn giống như là ăn kem thôi ở một cái quán ở trên đường Hai Bà Trưng á. Và em không có biết ăn nói đâu, ở trong nhóm em không biết ăn nói, rồi em chỉ gặp bà này em nói một câu một à, nói là anh thì thích em á, nhưng anh chỉ muốn là bắt đầu từ hôm nay nha em là bạn gái anh luôn. Trời ơi, một câu mà em không có nói nhiều, tại em không có biết nói là sao. Bắt đầu là bạn bắt đầu là từ hôm nay là em là bạn gái anh nha, tự động cái như chỉ định luôn vậy á. Dạ chỉ định luôn. Rồi em sao? Ở chung sao em chưng hửng luôn á. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày mà em bay Hà Nội về, thì chiều hôm đó em vừa về tới là mới có mấy ngày thôi đúng không? Dạ đúng rồi, mấy ngày em ở Hà Nội đi show hình như là 3-4 ngày gì đó thôi. Thì về tới là ảnh nói tối hôm nay đi hát nhưng mà anh sẽ đến sớm. Thì anh sẽ chở đến đón em, rồi hai đứa mình đi ăn cái gì nhẹ nhẹ cái rồi mà tới giờ show rồi đó, thì đến điểm luôn. Thì cái điểm hôm đó tụi em hát chung cũng là cái điểm phòng trà 2B đó luôn á. Thế là ảnh đèo anh đi ăn kem hoodie với lại ăn mì Ý. Thì vô vừa mới có order thôi anh, thì người ta vừa đi thực nấu món hay làm món. Ở đây anh nói anh tỏ tình với em mà vậy, em chưng hửng, em ngỡ ngàng, nó ngơ ngác luôn á. Nhưng mà em có quyền từ chối mà. Mà sao lúc đó em lại không từ chối, em không nói gì, em ngồi nín thinh luôn. Không dám từ chối đâu, nói em gái rồi. Dữ dội lắm. Đã thích từ lúc qua bằng hai rồi đó. Bằng em nhỏ rồi, thích rồi. Thích rồi, dạ. Nhưng mà lúc đó là trong đó là khán giả nhận ra Phong Đạt nhiều không?
Dạ, nhiều ra luôn. Chứ lúc đó hai đứa em bước vào trong quán, hai đứa em mặc đồ lồng lộn, mặc đồ đi hồi hát. Hồi xưa lồng lộn lắm. Lúc đó tụi em mặc đồ đi hát luôn, thì tại vì mình mặc đồ đó mình ăn xong là mình đến điểm diễn luôn á, cho nên bước vô ai cũng dòm hết trơn á. Cho nên ông nói gì phải im thôi chứ sao. Em im luôn. Đâu dám phản ứng đúng không? Thế là nghĩa là 4 ngày là nhận được cái lời tỏ tình rồi. Dạ. Rồi á là từ đó đổ đi là chính thức yêu nhau. Dạ, lúc đầu là em với Trúc quen luôn á. Rồi có thời gian gặp nhau nhiều không hay sao? Có, mặc đứa nào đứa đó đi hát. Không, ở, đi hát ở thành phố là gặp nhiều. Tại vì thường thường hồi xưa là nghệ sĩ mình là nhiều khi hát rất là nhiều show, xong hát show xong rồi ra xin tố. Giỡn tần. Đó. Cứ hát cái show là cứ tụ tập ở đó nhiều nên là em với Trúc gặp rất là nhiều luôn. Tại vì đi show gặp hoài xong rồi nó hẹn giùm em hát xong show rồi cho chăm ba chưa chạy ra uống xin tố nha, rồi anh xin tố trong những lúc mà giải lao. Đúng rồi. Có khi nào rủ về ở nhà chung không? Trời ơi, sao không biết hay vậy? Đến bao lâu thì mới rủ về ở chung? Hình như là phải... Chắc tháng hay sao á. Một tháng là bà này bà lên ý tưởng. Không biết là có ý tưởng gì, bà nói là tại bà ở dưới quê lên. Bà sẽ mướn một cái phòng ở trên thành phố này. Bà nói là thôi thì ở đây cũng toàn phụ nữ không à. Nên là nếu mà anh em quen nhau rồi thôi thì dọn qua ở chung đi, để giống như là có một người nam trong gia đình. Thì tại vì bà cũng sợ, tại vì hồi xưa là cũng cướp đồ này nọ, bà cũng sợ trong cái khu gần gần nhất Trần Đình Xu á, toàn là kế bên là cũng dân rồi dữ dằn không, và dữ dằn nên cũng hơi nữ không mà cũng hơi sợ nên là nói nếu mà có người nam ở nhà thì nên là bà rủ em qua. Em đâu có từ chối được, mặc dù em muốn lắm nhưng mà em đâu có từ chối được người ta nói vậy. Em đâu có nở lòng, đâu có nở lòng được. Dạ, nhưng mà em qua luôn. Bây giờ về ở chung mới có đêm đầu tiên đúng không? Dạ vậy đó. Sao em xem tò mò đó vậy ơi, em đâu có muốn tò mò đâu, chị mắc cười quá thì em muốn biết thôi. Ở chung thì đương nhiên ta phải có cái đầu tiên chứ, lại có cái cuối cùng. Nhiều khi cái đầu tiên là nó có trước đó rồi đúng không? Nhiều khi đi tỉnh diễn thì nó rồi đó. Trời ơi, anh Vin ảnh lấy từ ảnh ra anh. Trời ơi, dễ sợ quá, dễ sợ quá, ngắm máu phun vừa nè. Rồi hai đứa yêu nhau êm đềm hay là có biến cố có sự cố gì không, có chia tay chia chân rồi gây lộn đập lộn gì không? Đó, con chúng. Dạ có, gây cấn lắm. Thời gian mà tụi em với ảnh bắt đầu mới yêu nhau, tức là cái thời gian đầu mới yêu thì mọi thứ nó suôn sẻ lắm. Nhưng mà anh chị cũng biết là anh Đạt cái giai đoạn đó, anh Đạt mới có 22-23 tuổi thôi. Thì cái tuổi mà giống như là mới lớn à, và cái sự nghiệp cũng đang ở trên đà rất là tốt. Nhưng mà đến khi ảnh quen em thì thật sự là ảnh có yêu em, ảnh yêu em là thật. Nhưng mà cái suy nghĩ của một cái thanh niên mới lớn và trên cái đỉnh sự nghiệp đang rất có tương lai như vậy á, thì ảnh quen với em thì ảnh giống như là ảnh chưa có cam tâm á. Không lẽ bây giờ cuộc đời của mình bây giờ lại gắn bó với cái cô này, cái kiểu như vậy đó. Thì sau một thời gian, trong cái thời gian em với ảnh yêu nhau được chắc khoảng 3 tháng là bắt đầu em phát hiện ảnh có cái gì đó lạ và giấu giếm em. Cái lạ đó là cái gì? Cái lạ. Thật sự phụ nữ mình có cái giác quan thứ 6 đó chị. Rồi cái mọi thứ nó rất là êm đềm, bình thường lắm luôn á anh Thuận. Tức là khi giai đoạn hai đứa yêu nhau rồi thì ảnh gần như là 24/24 là ở cùng bên cạnh em. Chỉ có cái giờ hai đứa đi hát, mạnh ai chạy xô đó là tách biệt nhau thôi. Nhưng mà tự nhiên cái cảm giác của người phụ nữ mình nó mách bảo mình có cái gì đó là bất an. Thì cái hôm đó đi hát xong về thì anh Đạt bắt đầu ảnh mới vào nhà tắm anh tắm. Thì linh tính em cảm thấy bất an, cái em lại tò mò. Em lấy cái điện thoại, ông đi hát xong về là ông khóa máy rồi chị. Xong cái em mới tò mò, em lấy cái điện thoại em mở nguồn lên. Ngày xưa mình xài mấy cái điện thoại cùi không mà, Nokia rồi này nọ đó. Dạ. Cái em mở nguồn lên, tin nhắn vô một loạt, mà khi mà em đọc tin nhắn mà tay em run. Em đọc giống như em sốc, tức là mọi thứ với mình nó đang rất là đẹp mà tự nhiên cái những cái tin nhắn nó đến, cái em đọc em bị bắt đầu em bị suy sụp. Thì đến khi ảnh tắm ra em lấy bình tĩnh, em mới hỏi ảnh, em mới ngồi em hỏi anh, thật ra trong thời gian gần đây anh có cái gì giấu em không, anh có cái gì muốn nói với em không? Thì ổng lại ngớ ra, ổng nói là sao em hôm nay em kỳ vậy, đâu có cái gì đâu, thôi khuya rồi em đi ngủ đi đó, thì đi hát về cũng mệt vậy đó mà không nói không. Đến khi mà em hỏi hoài mấy, em đưa cái điện thoại ra, em đưa tin nhắn của cái cô đó nhắn cho ảnh ra một loạt rồi coi như là hết chạy. Anh chối. Không có đường nào mà chối, không nói được một câu nào luôn. Dạ đúng đó anh, không nói được một câu nào. Đến khi mà ảnh không nói là thừa nhận với những gì mà em nghi ngờ là đúng. Thế là một đêm đó là em khóc một đêm tới sáng luôn. Em không ngủ được, mọi thứ với em coi như là suy sụp hết. Em sụp đổ hoàn toàn. Em nghĩ em nói là tại sao ảnh lén lút ảnh dối mình khi nào, bởi vì không có cái thời gian nào gọi là hai đứa chia cách nhau mà tại sao như vậy. Em suy sụp, em suy sụp. Phải nói là cái lúc đó là em giống như là em không còn là em nữa, nó bấn loạn kinh khủng. Thì đến sáng ổng cũng không có ngủ được, tại vì em khóc nguyên đêm, ổng cũng đâu có ngủ được. Sao đâu ngủ được? Dạ đến sáng thì lại nhóm có show diễn ở Suối Tiên, thế là ảnh mới đi, để mà anh đi diễn thì anh bước ra cửa anh mới nói với em
không có biện hộ được nữa thì anh mới nói với em là chắc tạm thời mình ngưng gặp nhau một thời gian đi. Cái em ấy cũng đồng ý, em nói dạ được không sao cả, anh cứ đi, anh đi đến khi nào anh cảm thấy mệt mỏi rồi em sẵn sàng em ở luôn ở đây để chờ đợi anh. Trời. Là em chốt cái câu nói đó, nói tại vì em thật sự nghe em rất là yêu, chưa bao giờ biết yêu mà đến khi mà mình yêu thì mình yêu đúng ngay cái người như ảnh, thì mình phải chấp nhận là sau khi dắt xe đi là anh biết hai đứa em giống như là bị chiến tranh lạnh với nhau á. Yêu cũng không hồi hẳn gọi là thời điểm đó là yêu, mà chia tay cũng không phải là chia tay. Nói một câu vậy cái mấy tháng trời luôn anh, là trong mấy tháng đó là ảnh bắt đầu ảnh tìm hiểu cô này cô kia cô nọ quá trời cô luôn, quen từ lưa hết luôn. Anh quen từ lưa hết trơn, nhưng mà anh biết rồi, ở cái Sài Gòn của mình, tụ điểm của mình ở trong trung tâm thời điểm đó cũng đâu có bao nhiêu, mà ác lắm, em đi đâu em cũng thấy, mà bữa nay đi với cô này ngày mai đi với cô kia mà toàn là mấy cô chân dài không à chị. Mình nhìn cái mình cảm thấy mình tủi thân, mà mình cảm thấy là mình không có cái gì để so sánh. Mình là một cô gái nhà quê ở tỉnh lên, đang ở thuê ở trọ, gia đình của mình cũng không có cái gì gọi là nền tảng, và mình cũng không phải là sắc nước hương trời nữa, cho nên là mọi thứ với em không có một cái gì, coi như là em nói là thua rồi. Đó, sau đó thì có khi nào ổng đi với người mới không, vô tình gặp em trong show diễn không? Dạ có, ở Chăm Ba đó anh. Em không biết vô tình hay cố ý, nhưng mà không hiểu vì sao mà em lại gặp ảnh đi với những người phụ nữ đó, toàn là những cái điểm mà hai đứa thường thích lui tới không à. Anh biết cái hôm đó ở Chăm Ba lại có show em diễn, thì ảnh lại đi với cái cô chân dài đó vào ngay Chăm Ba, mà anh biết sân khấu Chăm Ba sát như vậy nè, đứng ở đây là nhìn không có chạy đi đâu được. Rồi hát hò vậy nè. Thì khi mà chưa tới em thì mấy anh chị đồng nghiệp hát diễn xong bước xuống là nói Trúc ơi Đạt ngồi dưới á, Đạt ngồi dưới, là bắt đầu tim em ở đây là mọi thứ em nó nhảy số lung tung, mà em không biết là ngồi ở dưới với ai, mà em cảm thấy bất an khi mà mọi người đều nói như vậy. Đến khi em bước ra đó anh Thuận, anh Đạt đâu dám nhìn em đâu, anh Đạt cứ gục mặt, mà cái cô gái kia thì ngồi giống như đắc chí khiêu khích mình đó chị. Ngồi đắc chí lắm mà em không nói được. Bình thường em, hai chị em là người nói chuyện giới thiệu và giao lưu với khán giả, mà hôm đó em không nói được câu nào. Buồn. Em gái em nhìn thấy là nó biết, nó thay em nó nói hết và giới thiệu bài. Thì người xưa hát bài buồn bài vui thì mở màn thường là hát bài bài sôi động. Thì lúc đầu bài đầu tiên mình hát sôi động thì mình còn đỡ bị rung. Đến bài sau hát cái bài trữ tình mà tình cảm chia ly đó, em đâu có hát được đâu, em nghẹn. Bây giờ nói tới em còn muốn nghẹn. Em thấy như vậy mà nước mắt em bắt đầu nó tuôn ra, em đâu có hát được đâu, nghẹn nghẹn, mà tay em cầm micro mà em rung, tức là cả cái người em rung. Em nói khán giả, cả cái khán phòng đó đều nhìn thấy bất ổn cái gì đó ở em. Anh Đạt ngồi gục mặt luôn. Đến khi em hát xong em đi vô, em ngồi em thẳng, em không nói được cái gì. Mọi người đến dỗ dai em, khuyên em, nói em bình tĩnh để từ từ coi Đạt giải thích như thế nào. Mà anh cũng đang muốn hỏi đây, thường ở Chăm Ba đó, bao giờ cũng có một cái bảng á chị. Chị Một lúc đó là chị không có diễn ở Chăm Ba đâu. Chăm Ba bao giờ cũng có một cái bảng để tên nó cho nhóm hài ca sĩ. Đúng rồi. Chắc chắn em cũng phải biết rằng là đêm đó là có OC diễn, là sao em lại dẫn chân dài tính coi bạn gái mình diễn. Giống như em cũng không hiểu, là giống như hồi xưa mình trẻ với anh Thuận, mình không có nghĩ đến cảm xúc của cái người khác nhiều đâu. Giống như là tại vì em hồi xưa rất là thích hài luôn, hầu như là nhiều khi anh Thuận diễn em cũng có coi rất là nhiều. Hài là em coi rất nhiều, em cực kỳ thích hài luôn. Nên là Chăm Ba, Nam Quan hay là tại vì em đi hết. Có nhiều lúc á, nhiều khi em đi ngang qua em mấy cái chỉ coi tin nhóm hài thôi. Chỉ coi tin nhóm hài thôi, chứ em không để ý nhiều đâu. Tại vì em thích rồi thì em vô. Mà em dắt dạng như mấy bạn vô thì em vô, em không có để ý gì, không có để ý nhiều. Là hôm đó có bà này, thí dụ nếu mà gặp người khác, người ta nhìn kỹ chương trình có ai, nếu mà gặp này thì cũng hơi sượng xíu đúng không chị. Nhưng mà em thì em không có là suy nghĩ em nhiều không đâu, để tâm, em không để tâm nhiều đâu. Nhưng mà chị hỏi em là cái lúc mà em coi vợ em diễn trển á, em có thấy cổ khóc không? Em có dám nhìn nhiều đâu, tại vì giống như mình cũng hơi bị sượng, tại vì tự nhiên mình cũng không ngờ là người ta giới thiệu, anh em sẽ giới thiệu lên thì mình mới thấy cũng hơi kỳ rồi, cũng hơi sượng rồi, nên là bả diễn thì mình cũng hơi lãng lãng, giống như mình cũng không có tập trung nhìn, nên mình cũng không có biết được là bả có cảm xúc khóc hay gì, mình cũng không dám nhìn. Lúc đó cũng hơi sượng sượng đơ. Anh hỏi em tại sao lúc đó em không viện cớ, em giả bộ em điện thoại em đi ra ngoài, em né. Thì cái đó là em giống như là em nói là giống như hồi đó mình còn trẻ, mình không còn có trẻ mà em mới không có nghĩ tới những cái chiêu không đó, không có dạ, không có xử lý giải quyết đúng tình huống, tức là giống như mình bị đơ, cái giống như mình bị scale luôn chị. Giống như là gặp chị chà không biết đường nào. Giống như là chết rồi, chết rồi, kiểu này sao đây, là mình mới chưa kịp gì là ba cái hát cũng một hai bài đã xong rồi thôi, rồi cũng tức là lúc đó mình cứ mong hát cho lẹ cho đi, để mình có tiết mục khác, cái kiểu này chết rồi kiểu đơ, còn quất thêm bài trữ tình nữa thì đó. Nhưng mà đêm đó thì sao, có nhắn tin gì không? Sau đêm đó thì em về em có cảm thấy nó khó chịu trong người, có một chút ân hận hay áy náy gì không? Không, em chỉ thấy sượng thôi. Tại hồi xưa mình trẻ, mình còn đối với em lúc đó đó, thật sự là Chúc cũng nói cũng đúng, là hồi xưa á, là đối với em á, lúc đó đó em đang được đang hot.
thì lúc đó em cảm giác giống như là Trúc thì có cái mẫu người phụ nữ của gia đình, nên là lúc gì cũng hay nói là anh ơi, tính toán sao là sắp nữa là ra mắt ba mẹ em rồi, chừng nào mình đám cưới thì sẽ, em không thích, em chưa muốn, em nghĩ là không có, mình đang vậy, đang ok vậy, tự nhiên không lẽ bây giờ đi gắn liền với từ từ, nên là em không có cam tâm, em cũng muốn tìm hiểu thêm những cái khía cạnh khác, nhiều người phụ nữ khác nữa coi như thế nào. Mình không, anh em không nghĩ được rằng là không lẽ gì tự nhiên giờ đi đây đám cưới luôn à? Rồi, chị hiểu cái tâm đó, trạng cái đó kiểu mà. Như vậy, nhưng mà tới lúc nào thì em quyết định là em quay trở lại với đó. Em sau khi mà chia tay Chút, cái là không phải là nói chia tay, nhưng mà nó giống như là để ngỏ vậy đó, là lúc đó em quen dữ dội luôn á. Em quen mà em toàn là anh thường biết là em, cái tính em thì nó cũng là vô tư, trong giới là như là giới thiệu em thằng Đạt nó vô tư lắm, không suy nghĩ gì, là em dắt em đi chơi với người kia toàn là dắt vô chỗ quen không, toàn là đi chỗ rần là tại em không suy nghĩ. Tức là em ví dụ em thích Chăm Ba phải không, là em đi cứ vô Chăm Ba rồi Nam Hoàng là em đi đó, coi hài hay gì dắt đi ăn uống những cái quán thì nhiều khi, tức là những cái nơi mà ảnh từng đi với em là ảnh đi với mấy cô tại đó, tại vì ổng chỉ biết những cái chỗ đó thôi, thì đó em chứ ổng không có khám phá vậy đó. Và đến khi mà anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em hát là đó đúng không? Dạ. Là sau đó là chắc đâu dám vô Chăm Ba nữa đúng không? Gần dạ, như là dạ lúc đó bị ám ảnh không? Không, lúc đó là bị sượng, là lúc sau là em cũng vô Chăm Ba nữa, em cũng thích Chăm Ba lắm, em vô nữa, nhưng mà em cũng giống như chị vẫn là coi kỹ. Coi bản tên. Coi bản tên đàng hoàng coi có cái ca sĩ đó hay là không, thì thường lúc sau là không bao giờ gặp nữa đúng không? Rồi đến bao lâu rồi thì Đạt đó thì quay về. Đương nói cái chuyện là lúc khoảng nào mấy tháng quay về. Mấy tháng, khoảng 2-3 tháng, tức là em quen giống như em có cảm giác là em đi quen em quen rất là nhiều người mẫu luôn. Xong đó em giống như em cảm thấy là nó chỉ là ở mức độ bình thường thôi, em không cảm thấy gì hết đó. Sau đó em bắt đầu em mới nghĩ lại Chút nè, em nói tại vì Chút là người của gia đình, cái đó em mới từ em tới là lúc đầu em qua nhà em mua chè rồi thôi à đó, tự nhiên em đi qua cái đó nè, mấy chị em ăn đi rồi sau em đi. Lúc đó em cũng còn sượng, mặc dù em cũng muốn quay lại rồi nhưng mà em cũng còn hơi sượng. Cũng may mắn cho em á là em quen rất là nhiều, nhưng mà em không có đi xa quá giới hạn. Ví dụ em nói mà lúc đó nếu mà em đi quá giới hạn với một người nào đó là ví dụ như đi tầm bậy á, là rất là khó gỡ, rất là khó có thể dứt ra người ta, thì người ta nói anh này trách nhiệm tôi lâm ra làm sao. Là cái giai đoạn đó em cũng là một ca sĩ nổi tiếng nữa, thành ra là báo chí cũng rất là quan tâm, nếu mà dạ, có chuyện gì cũng rất là khó đúng không? Dạ đó, nên nhưng mà thật ra mà nói là cái điều gì ở Trúc mà khiến cho em cảm thấy là Trúc quan trọng và nổi bật hơn tất cả những cái mối tình mà em quen qua lại như vậy? Em nghĩ cái bà này á là có một cái gọi là nó có cảm giác gia đình hơn, yên ổn đó em, giống như yên ổn á, tức là ví dụ mình có đi tùm ra, nhưng mà cái bà này có cái cảm giác tạo cho mình giống như là cái thân thuộc kiểu gia đình. Với lại bà này đó, bà có cái chiêu rất là hay, là khi mà bà rất là thân với mẹ em, mẹ em rất là thích bà nha, đi chơi rất là gì, nên là em cũng thứ nhất là vừa thích bà là có cái cảm giác gia đình rồi, mà còn được bà mẹ tác động vô nữa. Bà mẹ bà rất thích bà này luôn, đi đâu bà cũng rủ, mặc dù hai đứa không có quen nữa nhưng mà bà đi đâu bà cũng rủ bà này đi. Rồi xong rồi đó. Nên là bà mẹ cũng có tác động rất là nhiều. Nên là với lại cái hai là em đi ra ngoài em chơi thì em cũng cảm thấy là cũng mình cũng đi rồi, đi quen rất nhiều mà cảm thấy nó cũng bình thường, không thấy gì hết. Không có gì nổi trội như mấy người con gái khác thì cũng đi chơi thì cũng rủ ăn uống rồi cũng đi disco thì cũng vậy bình thường. Rồi mấy lần như mang chè qua thì đến bao lâu thì mới quay trở lại? Là Trúc nè, ăn thua cho Trúc nè. Cái thời điểm mà lúc mà bạn đi là chắc chắn là em buồn dữ lắm đúng không? Dạ, em suy sụp kinh khủng luôn. Các anh chị đồng nghiệp trong nhóm có Y2K là luôn luôn bên cạnh túc trực mà cũng gọi là động viên em kinh khủng. Chứ không mà suy sụp dữ lắm. Em suy sụp dữ lắm luôn á. Giai đoạn đó là các anh chị đồng nghiệp mà thân thương á, tức là động viên kinh khủng, không có muốn em ở nhà mà em lại không muốn đi ra đường. Mà họ cứ kêu thôi đi ra đường, đi ra đường cho thoải mái chứ ở nhà đi. Tại vì ngay thời điểm đó là em từng có cái suy nghĩ là em tự vẫn. Em suy nghĩ tới vấn đề là em tự tử. Dạ vâng, em tiêu cực như vậy luôn á. Mà tại vì mọi thứ với em gần như là nó không còn cái gì nữa, nó suy sụp quá rồi. Em nghĩ tới vấn đề đó. Chị biết lúc đó ngày xưa em đi hát á, nhỏ xíu xíu và nhỏ con lắm, em chừng 40-41kg vậy thôi. Mà cái giai đoạn đó trong mấy tháng đó là không có cái gì mà đúng là phụ nữ mình không có cái gì mà nó mau tiều tụy và suy sụp bằng cái vấn đề về tinh thần tình cảm. Lúc đó em xuống ký em còn có 30-mấy kg. Em ốm mà tới đến nỗi mà em đi diễn mà các anh chị quở quá trời. Nó ốm quá, nhỏ quá, sao vậy? Cố gắng lên vậy đó. Mà em đâu có ăn được đâu chị, mỗi tới dọn mâm cơm ra là em nước mắt chan cơm á, em nghẹn ngào. Đó là cái thật sự mà cái giai đoạn khủng khiếp nhất trong cái cuộc đời của em, từ cái lúc em yêu ảnh cho đến bây giờ, đó là cái giai đoạn khủng khiếp nhất đối với em. Nước mắt chan cơm là có thật, nói ra nếu như ai chưa từng trải qua sẽ không có biết cái cảm giác đó. Nó cứ nghẹn ngay cổ, nó nghẹn không có nghĩ tới là nghẹn dữ lắm luôn á. Mà anh Đạt cứ lâu lâu một cái gì đó mua bịch chè tới, hoặc là lâu lâu cái gõ cửa cái mua cái này cái kia tới. Mấy đứa em mỗi lần thấy anh Đạt mừng lắm, nhất là con bé em ở nhà giúp việc á,
chị ơi anh Đạt tới mà mừng lắm, tại vì thấy em ở nhà quá suy sụp mà chờ đợi tin nhắn. Nhưng mà, sao? Những lúc đó thì em sao, cái em nhận chè hay là nhận những cái em không ra nhận luôn chị. Tức là khi mà ảnh đứng trước mặt em là em chỉ nhìn thôi, rồi cái con bé em chạy ra là lấy đồ rồi cái lấy chè đồ này nọ, ổng có không nói gì đâu. Chị đương nói về cái cảm giác của em đó, nó vui không em? Vui chị, em vui, em vui mà vui giận. Rất vui, rất là vui. Cái cảm giác nó khó tả lắm, tức là mình vừa bất ngờ mình vừa rất là vui, nhưng mà nó lại cũng bồn chồn, gọi là mình bị nghẹn tức tưởi á. Em có hy vọng là, tức là em có hy vọng là ảnh sẽ quay về không? Có chị, tại em luôn luôn hy vọng. Em nói em biết là ảnh sẽ phải có nhiều sự lựa chọn, bởi vì không thể nào cái tuổi như thế này và với cái đường tương lai của ảnh quá rộng mở mà ảnh lại chịu dừng chân đến với mình. Mình phải chấp nhận thôi. Nếu mình quá. Thật sự cái tình yêu của mình đủ lớn thì mình sẽ đủ cái thời gian chờ đợi. Cho nên là sau mấy lần đó. Rồi cái ngày mà ảnh bắt đầu chính thức quay lại với em á, em kể cái ngày có nói không? À, dạ có anh nhắn tin chút nó kể. Ủa, cái ngày đó em. Ừ. Anh cũng đang muốn nghe nè, trời ơi. Dạ. Tức là cái sau cái giai đoạn ảnh lui tới đó mà anh này ông ác với em lắm, đôi khi đi chơi với các bạn khác, điện thoại hết tiền, nhắn tin cho em nạp cạc cho anh. Mà em cũng nạp. Em vẫn nạp cạc cho ảnh luôn. Trời, mà mình cứ hy vọng là nạp xong rồi gọi cho mình, không gọi đâu anh, mà em biết là đang đi chơi với cái mấy cô khác đó. Mỗi lần nhắn tin cho mình là nạp cạc. Không luôn, không có phải là nhiều, tức là đôi khi có một vài lần gì đó thôi. Dạ. Rồi sao nè? Rồi sau cái ảnh lại, cái hôm đó em lại nhận cái tin nhắn, ảnh mới nói là ảnh sai rồi. Bây giờ em có thể cho anh một cái lần cơ hội để anh sửa chữa hay không? Ảnh nói với em như vậy thì anh, thật sự khi đọc được cái tin đó em rất là mừng luôn. Mừng mà rung cầm cái điện thoại mà không biết sao, thì nói là em vẫn luôn chờ đợi anh. Đó, em nhắn với ảnh là em vẫn luôn, đến bây giờ em vẫn luôn chờ đợi anh. Anh có thể, anh bất cứ lúc nào cũng có thể quay đi lại nhà em. Dạ, quay về như vậy. Thế là buổi tối hôm đó là ảnh hẹn em, ảnh nói vậy tối nay mình đi chơi về nha. Về luôn đó, ừ, dạ. Tối về luôn. Về luôn. Thế là tối hẹn với nhau ở vũ trường Phương Đông á. Thì ảnh với mẹ ảnh cùng lại đón em đi chơi luôn. Mà ác lắm chị, hôm đó hai đứa em cũng không hiểu sao cái cô chân dài đó lại biết hai đứa em lại vào cái vũ trường đó. Thế hai đứa đang nhảy ở ngoài, đang disco đồ này nọ, cái tự nhiên có một cô gái xuất hiện đeo kính râm mà đứng, mà tự nhiên em thấy cái phản ứng của chồng em, tự nhiên ổng bị đơ đơ. Cái em mới hỏi nhỏ, phải người phụ nữ đó không? Cái ổng gật đầu. Cái thì em mới nói thôi em không muốn anh khó xử, thôi hai đứa mình đừng nhảy nữa, vào đi. Thì vào trong cái quầy, cái bàn của mẹ đang ngồi đó, cái cô đó vẫn cứ nhắn tin và thế này thế kia, muốn ông này phải như thế nào đó em cũng không biết. Thì em cảm thấy cái vấn đề ngay tại thời điểm đó căng thẳng quá, thì hai đứa em nói thôi hai đứa mình về, xin phép má về trước đi, hai đứa mình đi ăn. Hai đứa đi dạo vòng xong mà cũng được đi ăn, thì là ngay cái lúc ngồi ăn đó chị, là cái cô đó gọi điện liên tục, nhắn tin liên tục luôn là em đang ở đây, anh phải đến, nếu anh không đến là em sẽ đợi đến sáng. Em đợi em ở đây đến khi nào anh đến, mà em nói điện thoại gọi liên tục hết số này đến số kia luôn á anh. Thì ngay lúc đó thì em mới nói anh nên giải quyết rõ ràng, bởi vì theo em thôi, anh đi hay không đó là cái sự lựa chọn của anh, nhưng mà theo em thì ngay thời điểm này cô ấy đang không tỉnh táo, cô ấy đang say và đang ở một cái nơi nó không có tiện cho hai người. Nếu anh đến đó chuyện gì sẽ xảy ra, mà nếu như mà khi anh đến đó rồi trong cái lúc cô ấy không được tỉnh táo thì có thể những cái chuyện mà ngoài cái khả năng anh, trong cái sự kiềm chế của anh được, thì bây giờ đó là quyền quyết định của anh thôi. Cuối cùng ổng tắt máy, ổng chở em đi ăn xong hai đứa về. Dạ, là coi như mình chiến thắng đó, mình win rồi đó, mình win rồi. Nếu mà không có bà đó chắc em cũng đi à. Dạ. Tại vì hồi em cũng không suy nghĩ gì, em chỉ nghĩ là tại vì mình cũng có thời gian quen mà giờ tự nhiên cắt. Em là hồi xưa đặc biệt lắm nha, ví dụ em quen vậy á mà em không thích nữa là em nhắn tin một cái thôi, nói thôi hôm nay không quen nữa nha. Nên là nhiều khi có người ta cũng hơi bị sốc, nên là nhiều khi em cũng muốn, em thật sự trong lòng em là em cũng muốn tới thì coi là sợ người ta cái này có như thế nào không, ý là vậy thôi á. Nhưng mà cái lúc đó Chúc nói vậy thì thôi em cũng nghĩ là thôi chắc xỉn, là chắc cũng không gì mất công tới đó lu bu nữa, đó khi